Đây là chuyến đi Thảo Cầm Viên, sở thú đầu tiên của Vi Nhung. Bé Vi Nhung nay là 17 tháng rồi. Hôm nay là ngày 22 Tết. Cháu ơi. Có thằng Tám đi. Có con ở nhà mà. À đúng rồi, gửi cái gì vậy? Có con ở trong nhà. Vi Nhung bây giờ là đi lẩm bẩm được rồi. Rồi mẹ ẩm đi, đi cho nó nhanh. Gặp quá trời bạn con nít đang đi chơi, được mấy cô giáo trông coi. Đây là một con vượn má vàng. Rồi lên ẩm nó lên, lên cho nó coi con vượn cái, lên ẩm nó lên cho coi con vượn cái. Trai gái cũng đang đi tham quan sở thú. Đây là một cái cây cổ thụ rất là đẹp luôn. Những cái mầm non của cây đang lên. Khủng khiếp của Sony 200-600mm gắn trên cái body full frame của A7. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Ba. Không? Voi á, ừ, voi. Voi à. Chính sáng, chính hôm nay. À, chúng chú không? Bạn nhìn bạn. Mình đang ở sở thú ở dưới Thảo Cầm Viên đi với gia đình ngày hôm nay. Mình vừa quay xong một clip về một con voi ở trong cái sân chơi của nó. Rất là ok. Đây là mấy bạn nhỏ đi chơi Thảo Cầm Viên với cô giáo. Là chuồng của mấy bạn hươu cao cổ. Mấy con hươu cao cổ ra rất cao luôn. Vi Nhung ơi, tha mà coi ra là Vi Nhung. Đó, nhà của mấy bạn khu cao cổ đó, Vi nó cao như vậy á. Nè Vi, đây có vẻ là hai mẹ con của bạn khu cao cổ. Rộng rãi lắm.